nên là tụi em tính thôi. Cái này là anh em mình đang chia sẻ cho anh, chưa nói gì về chuyện đoàn cái gì sát ba vậy nghe. Là kết nghĩa luôn, trong cái nhóm này là kết nghĩa anh em luôn, thành một gia đình luôn. Đây là hiện bây giờ là một gia đình luôn, là kết nghĩa với anh em ruột luôn đó các bạn. Từ tác đoàn đó các bạn, em xin đi cửa. Hôm nay là ngày nó chọn ngày thành lập đoàn và đám cưới. Thành đám cưới là mùng 4. Cho nên đó là thôi mấy anh chị cái quen ta thấy nó có một cái động lực để mình làm rất là nhiều cái kỷ niệm. Được hồi mà kỷ niệm mà như anh Thành kể là kỷ niệm như mà cũng chạy thì cũng nó cũng ăn lúc nó cũng nhát. Đây khách quan này là lớn hơn chia sẻ ha. Theo tôi thấy thì với hai cái chia sẻ này là nó cũng là rất là nhiều việc để cho các bạn phải suy nghĩ để mà làm. Thực chất là những thương khi mà nói một hoạt động của đội đi lớn á, thì lúc trước á đại trung thuận cũng là hoạt động, ví dụ giống như chỗ của Lực nè, Lực là cũng là làm tốt là chủ nhiệm của cả có đội sáu tẩu nè, Quang nè cũng là phải chủ nhiệm câu lạc bộ như lượng xã hội nè, ở đây chi tiết câu lạc bộ là Rác Xăm ha. Thực chất là đây là hai cái câu lạc bộ mà kỳ cựu nhất của đoàn của sức công thuận luôn, hoạt động là nơi mà mình tiếp nhận thanh niên đến hoạt động và nơi cũng là hả. Rồi. Rồi đó, bây giờ xuống vô chụp đi đó. Rồi, nhỏ xin thôi, kế bí thư. Tại chị nhìn thấy cái máy của quan và bọc luôn rồi. Đồng chí Trương Thanh Lộc, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty. Anh Lộc chưa có ghé kịp.